tôi không thấy đẹp. Không thấy sao? Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có ý nghĩa gì đâu? Có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu? Lan, em khóc nữa đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm rơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi. Nếu bảo em có quên đi thật là đau xót cho tôi. Còn nếu em còn nhớ thì cả đời sao
anh đừng có nói gì nữa. Tôi không muốn nghe nói gì nữa hết. Anh đi về đi. Anh đi đi. Trời mọi người.